nay, hôm nay là ngày thứ 5 và thứ 6 ấy. Là một ngày đẹp trời nữa. Hai ngày liên tục Hà Nội đều có nắng anh em ạ. Rất là phê. Thì hôm nay thì bên mình sáng giờ cũng tiếp được, đây là đoàn khách thứ hai rồi. Nhưng mà đoàn khách đầu tiên thì sớm quá, với cả thực ra cũng chỉ là một chút về nâng cấp thôi, chứ mà mình chưa quay được. Thì hiện tại là có ba ông chú ở Nam Định lên đây để nâng cấp bộ thiết bị của đại ca này, thì là trên thùng kia, trên cái xe tải kia có ba cặp dây 40, thì chú xuống đây để chú lắp cái dây 30 ở chú đổi khác, thì chú chỉ lấy dây thôi, và mình đang lắp cho chú một cái tủ máy của mình. À, chú lấy cả cốt với cả bàn nữa. Thì con cốt ở đây mình đang dùng một con cốt DBX 260 nha, đây vâng. Con này rất là ngon, tại vì là có cái vấn đề là dùng được cái auto EQ ở trên cái RTA này để cắm thẳng vào con cốt là nó sẽ cân cho mình cái đáp tuyến nó tương đối là ổn. Đương nhiên là nó sẽ nó chỉ giúp được phần nào thôi, mà loa mà tệ thì nó vẫn tệ bình thường. Thì nó sẽ làm cân bằng cái EQ hơn, thì nghe các giải nó sẽ đều hơn thôi. Còn đâu về cái chất tiếng thì loa hay nó vẫn chất thứ hay, nó loa tệ thì nó chỉ giúp một chút thôi thì nó vẫn tệ bình thường. Thì cái huynh của chú hôm nay là lắp cái cặp A-Zay 30 này, là bát 2 lần côn. Mà cái huynh này mình báo luôn là đang là 12 triệu một cặp nha. Chứ là cái option này đang là 12 triệu một cặp. Cái vỏ này là vỏ 3 chốt này, mình tư vấn cho chú là lấy cái vỏ 3 chốt này, lắp rất là chắc chắn, không có cái gì không chốt đâu. Thì chú lấy 4 cặp, một cặp ở dưới kia nữa. Thì mình định là từ đầu mình chất lên, nhưng mà chất lên thì cao quá. Thì mình cũng bảo chú là cái cặp này thì có thể đánh làm monitor, hoặc là quay vào monitor, hoặc là tách ra làm hai đám, chúng tách ra làm hai đám, mỗi đám 2-3 giây thì gọn hơn. Xin chào này chú, đường kia thì đông anh em quá, về cổ nhiều cũng đi được. Rồi, đây em xem cái loa này, chốt rất là đẹp nhá. Cái form của cái con loa này nó gọn gàng, nó đẹp này, chứ nó không kiểu nó không thô đâu, con này nó gọn gàng trông nó kiểu đẹp lắm. Mình cũng hướng khách mua cái loa này nó đẹp. Thì thực ra là ở nhà mình có một số loại vỏ nữa. Đây, trong một trong cái vỏ có vỏ lát này, rồi vỏ con này con LC mình nhập. Thực ra là cái vỏ này nó cũng đẹp, nhưng mà đối với mình thì mình không thấy nó, thấy nó kiểu nó hầm hố, nó lại không gọn gàng như con kia trông nó gọn gàng hơn. Đấy, thì cặp này mình cũng báo là cũng là 12 triệu một cặp, cùng một cái cấu hình bên ngoài kia, khác cái vỏ thôi. Hôm nay trời rất là đẹp anh em ạ. Này rồi, cho nên là nghe nó sẽ không còn chói nữa. Mình giảm một chút ở cái giải 4K8, 4K7 là nó sẽ bớt cái giải kép chói đi. Mình nghe nó khá là dịu dàng. Rồi, đây anh em, đây các ông đang ngồi 3K8 này. Đấy, chú trao đổi kinh nghiệm đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá. Mình sẽ chuẩn bị đóng gói và lên xe cho khách, để cho khách tận về sớm. Tận Nam Định đến đây chắc phải về đến chiều, chắc phải chiều tối về tới nhà mất.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.